Quy lại, kỳ chỉ khuyên quý vị nên hiểu có tâm linh trên đầu mình ba tấc, có tất cả các chi vị đầy đủ, không thiếu vị nào hết, từ nhỏ tới lớn Phật cũng có luôn. À, thời đại mình Phật thánh tiên sống gần nhau vậy đó, thì Kiệt là người mang thân người, nói ra được tiếng nói, có cái microphone này nữa, được là vô cái màn hình, vô cái điện thoại này nó quay lên nữa, thì đó là thật. Kiệt cũng phải người thường, nửa này nửa kia, Kiệt có cái đặc biệt, thế giới này đang trong lúc đảo điên, cha mẹ và các chư Phật, sư phụ, đức thầy cho Kiệt lên cái tiếng nói đầu tiên để mà cho mọi người hiểu được. Tôi có cha có mẹ có thượng đế đang lo cho mình những khi mình gặp đại hoạn nạn. Bây giờ quý vị nghĩ nếu mà 2 tuần trước mà lỡ như anh Tập ảnh thân tâm bất an, ảnh ra lệnh tấn công Đài Loan, thì hôm nay mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nước Việt và cho thế giới đó nha. Rất là cực kỳ nguy hiểm. Vũ khí thời nay á, bấm dèo dèo thôi, nhưng mà dèo cỡ nào đi nữa thì mình cũng thấy trước mắt, mình học cái bài học ở bên Nga với Ukraine rồi, nó không có bằng cái lòng người. Quý vị nên nhớ 6 triệu người hải ngoại của mình, đó là một cái loại vũ khí cực kỳ mạnh mà thế giới không có, mà mình lại không biết xài. Kiệt thấy vậy đó, Kiệt thấy nhiều lúc tiếc á. Hồi xưa người Do Thái họ bị phạm thượng lỡ đóng 3 cái đinh Chúa, cho nên họ bị mất quốc gia, lưu lạc mấy nghìn năm, làm người Ukraine, làm người Nga, làm người Anh, nhưng mà họ lại không biết tiếng Do Thái, tại vì sanh đẻ bên nước ngoài, làm người Mỹ, làm người Đức. Nhưng cuối cùng đến lúc mà họ trở về, họ lập quốc lại đó, là họ mỗi người đóng không tới 1 tô phở nữa, họ người đóng chừng như ta dắt xôi mỗi người đóng dắt xôi lên trên mạng, thì họ mua lại được cái mảnh đất. Và hôm nay Do Thái là một nước mạnh của Trung Đông, và đồng thời là tự chế vũ khí lợi hại hơn là Mỹ luôn. Mà quý vị nên nhớ, quốc hội của Mỹ là do người Do Thái kiểm soát nha, tất cả thị trường chứng khoán và hột xoàn rồi ở trên New York là của người Do Thái. Họ sống lưu vong, họ mất tiếng nói, họ đi khắp thế giới, nhưng mà đến lúc mà họ trở về lập quốc lại đó, họ mạnh. Mà trong khi họ thời xưa chưa tới nhiêu á, 500.000 người hay 1 triệu người, còn mình nó tới 6 triệu người. Trước 75 Thượng Đế đã cho cái sự an bài cho một số người này đi vượt biên đi trước, để mà sau này khi một quốc gia lâm nạn đó, là phải về giúp nước, chim hiền bay về tổ. Mà Kiệt nói cái này nhiều lần là nhiều người không có nghĩ tới, mà trên nói Kiệt nói vậy đó. Đã an bài cho mình rồi, có mấy cái bài thơ nữa mà bây giờ Kiệt ngồi Kiệt mò mò thì nó mất cái thời gian mình nói, nó bị đứt đoạn. Thì ai mà coi mấy clip cũ của Kiệt á, mấy cái bài thơ là mấy gì có nói, ngày hôm nay con ông cháu cha, ok, đời ông nội, đời cha, đời con, rồi đời đời cháu nữa, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Nhưng mà cái thời đại mới này á, nó hơi khác một chút, là cái câu đó sẽ áp dụng là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, là mình cha tôi là mình nói là chủ tịch nước, tới đời tôi làm bộ trưởng, tới đời đời ba tôi làm bộ, ông nội tôi làm chủ tịch nước, cha cha tôi làm bộ trưởng, tới đời tôi vô tù. Thì có luôn á. Nhưng tới thêm một đời nữa là đi qua Mỹ lấy quốc tịch Mỹ, là cũng là chim hiền. Thì những chim hiền mà con của mấy đại ca bển á, sau này cũng phải góp một phần công sức và trí tuệ để về xây dựng lại đất nước đổ nát. Thì dùng chữ đổ nát
Nước Việt bây giờ cũng giống